Xin chào các bạn. Thì hôm trước mình có chia sẻ một video đó là cách mà giữ ấm cho những chú vẹt vào mùa đông. Thì như các bạn biết là sau khi mà mình chia sẻ video giữ ấm cho những chú vẹt về mùa đông thì có một bạn hỏi là anh ơi, thế vẹt ngoài tự nhiên nó sẽ giữ ấm cho cơ thể như thế nào? Thì đây cũng là một câu hỏi rất là hay. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ luôn là cách mà các bạn làm sao để cho những chú vẹt của các bạn vào mùa đông cho nó ấm. Thì đầu tiên là mình trả lời câu hỏi thì như bạn, một bạn hỏi câu hỏi đó thì nó cũng rất là hay. Nhưng mà như các bạn biết là những chú vẹt ở ngoài tự nhiên thì các bạn biết là nó sẽ khi mà mùa đông đến, tức là nhiệt độ nó thay đổi, thì thường là những chú vẹt hoặc là những cái loài chim nói chung là nó sẽ di cư đến những cái khu vực mà nó có nhiệt độ ấm hơn. Đó, cho nên là khi mà trước đây các bạn nuôi, các bạn cũng biết là ví dụ như những chú chim sẻ thì vào mùa đông thì nó rất là hiếm khi ở quanh nhà chúng ta. Còn đâu là vào cái thời tiết mà mùa hè thì nó sinh sản, nó sinh sôi rất là nhiều ở các cái đầu nhà, hốc nhà. Chính vì vậy thì ở các loài chim trong tự nhiên cũng vậy, thì nó sẽ có cái sự di cư. Và đương nhiên rồi các bạn ạ, khi mà nó di cư thì nó sẽ phải tìm những cái nơi mà ấm áp, và hoặc trong cái quá trình mà nó trú đông thì nó sẽ tìm những cái tán lá hoặc là lùm cây để nó tránh qua những cái mùa đông. Đó. Cho nên là các bạn cũng thấy là những cái chú vẹt nói riêng và chim ở ngoài tự nhiên thì nó khỏe hơn rất nhiều so với những chú vẹt mà chúng ta nuôi ở trong gia đình. Bởi vì ở trong gia đình thì chúng ta ít tiếp cận, ít cho nó tiếp cận cái môi trường tự nhiên, mà chúng ta chỉ cho tiếp cận cái môi trường trong một cái khoảng cách nào đó thôi, một khoảng trống đó, ví dụ như là trong căn nhà hay là căn phòng. Và vì vậy cái khả năng chịu cái khắc nghiệt khi mà cái mùa đông đến, hoặc là khả năng chịu cái nhiệt độ ngoài tự nhiên thì nó kém hơn rất nhiều so với những chú vẹt hoặc là những chú chim ở ngoài tự nhiên. Chính vì vậy thì khi mà nói chung khi mùa đông đến thì những chú vẹt và những chú chim thường di cư. Ví dụ như bây giờ các bạn nghe thấy tiếng chim sẻ đấy, thì là nó đang là xuân thì nó vẫn còn những tiếng chim sẻ, nhưng mà đặc biệt đến mùa đông thì rất là ít. Đó, thì có thể là những con chim sẻ nó sẽ tìm những cái nơi trú ngụ khác, và có thể là nó trú ngụ ở những cái đầu nhà, nó chỗ cái hốc lứa ấy, có những nơi mà bây giờ vẫn còn những cái nhà mà nó có ống tre các bạn ấy, cho nên nó sẽ phải tìm những nơi như vậy. Và ở trong cái quá trình sống ngoài tự nhiên thì nó sẽ có cái thích nghi dần. Còn những chú vẹt của chúng ta thì thường là sẽ rất là ít có cái vấn đề như vậy, bởi vì chúng ta nuôi trong căn phòng. Nào, con lên tay nào, đây là chú vẹt Bin nhà mình nhé các bạn nhé. Ra đây, không bỏ lên đấy. Còn mùa đông thì để giữ ấm cho những chú vẹt như thế nào thì các bạn thấy là ví dụ như các bạn để chú vẹt trong một cái căn phòng, các bạn để cho những chú vẹt là nên, các bạn nên cho vào lồng vào mùa đông. Thì khi mà các bạn để trong một căn phòng nó ấm áp chẳng hạn thì các bạn cũng không cần sưởi nếu đối với những chú vẹt nó trưởng thành. Còn ví dụ mà nó khoảng dưới 10 độ thì cũng có thể chúng ta sưởi càng tốt. Còn nếu không thì chúng ta phải dùng các biện pháp như là ví dụ như các bạn có một cái chăn như là đây, mình ví dụ cái chăn. Đó, ví dụ đây là một cái chăn thì các bạn có thể phủ ấm kín toàn bộ như thế này. Đấy, các bạn phủ ấm kín toàn bộ xung quanh như này, chỉ còn một chút ở phía dưới cùng là để các bạn để thoáng thôi. Còn các bạn có thể là phủ kín như thế này. Đó, các bạn phủ kín hoàn toàn như thế này và các bạn đặt trong một căn phòng thì sẽ là cũng là một cách tốt nhất để cho những chú vẹt của các bạn mà nó qua được cái mùa đông và nó đảm bảo an toàn cho những chú vẹt. Còn nếu như các bạn mà chỉ cần các bạn để như thế này, ví dụ như là các bạn mà để không như thế này cả một đêm như thế thì nó giá lạnh dần, nó sẽ rất là nguy hiểm cho chú vẹt của các bạn, mặc dù là những chú vẹt mà đã trưởng thành rồi. Cho nên là các bạn cố gắng là tránh cái nhiệt độ trực tiếp nó tác động vào con vẹt, là các bạn phải phủ một cái khăn
như vậy, hoặc là cái chăn, nếu mà cái chăn này nó càng dày càng tốt các bạn ạ. Càng dày càng tốt thì các bạn cứ chùm vào như thế là ok thôi. Đó. Thì xong khi mai mình lại bỏ ra. Bởi vì là những chú vẹt này thì các bạn biết rồi, các bạn thường nuôi trong phòng nhiều. Còn đối với những chú chim chào màu hay là chim hót thì người ta lại thỉnh thoảng người ta cho ra ngoài thì có thể nó còn thích nghi tốt hơn những chú vẹt này. Đó, cho nên đặc biệt là mùa đông các bạn chú ý là cho chú vẹt như vậy. Còn nếu các bạn nào có điều kiện sưởi càng tốt. Còn tất nhiên là không phải là ai cũng có điều kiện sưởi, cho nên là mình chia sẻ thế để cho các bạn là có cái phương pháp nếu như các bạn không có cái bóng sưởi hay là không có điều kiện sưởi thì các bạn sẽ để chú vẹt như vậy. Đó, thì hy vọng là các bạn qua video này các bạn sẽ có cái phương cách là thứ nhất là các bạn có thể là nhận biết được là những chú vẹt hay là những chim ngoài tự nhiên. Còn cái thứ hai nữa thì các bạn cũng có thể là biết cách để phòng tránh và để cho những chú vẹt của các bạn nó không bị lạnh và nó không nguy hiểm cho những chú vẹt. Còn các bạn lưu ý một điều là đây là đối với những chú vẹt trưởng thành, còn những chú vẹt mà non thì các bạn đặc biệt là các bạn phải sưởi và sưởi trong một cái hộp, cốt là hộp mà làm sao nó không cháy được là được. Còn các bạn sưởi hộp cát tông thì các bạn phải để cao lên một chút, còn các bạn phải sưởi để nó mới đảm bảo. Những chú vẹt non mà các bạn không sưởi thì nó rất là nguy hiểm cho những chú vẹt. Thì mình chia sẻ với các bạn video này để các bạn có cách cái phòng tránh những cái rét cho những chú vẹt của các bạn, đặc biệt là những chú vẹt non. Và các bạn những chú vẹt trưởng thành thì các bạn cũng có thể có cái phương cách để các bạn chống rét cho những chú vẹt nhé. Xin chào các bạn nhé.